Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu mẫu Vanker BS KX8 phiên bản mới nhất của hãng BS. Con này bên mình đã giới thiệu cách đây khoảng tầm 2 tuần. Hôm đấy về có mẫu một chiếc thì quay cho anh em mình xem. Nay về số lượng được khá lớn để mời anh em mình có nhu cầu liên hệ nhé. Đây là một trong phiên bản Vanker mà các chức năng của nó là đầy đủ như chống hú, cổng quang, Bluetooth và đường mic là có cả revert. Mình sẽ quay cái vỏ trước nhé, anh em mình xem này. Đó, cái vỏ này anh em người ta ghi những con chip xử lý rất mạnh mẽ. Đó, âm thanh hi-fi, rồi chức năng nhạc mạnh. Đó, nhạc rất là mạnh. Người ta bình thường một cái loa thổi phòng thì hai cái loa nó thổi to ra đấy, mà đường eco, mic hát ở đây. Đó, rất nhiều cái ưu điểm của dòng mic này. Đây cái vỏ hộp của nó anh em nhé, đây là hàng chính hãng. Và đi tiếp tục là quay về máy. Cái vang cầm rất chắc chắn, một cái mặt nhôm anh em, BS mặt nhôm. Đó, đây là đồng hồ hiển thị, quắc hiển thị ở đây. Anh em có thể xem cái cả nít trước mình cũng có cả test nhạc rồi nhé. Đây, tiếp tục anh em xem đây, các đường mic 1, mic 2, rồi đường các đường của mic này. Đó, music, và con này các nút tổng ở đây được đã làm cao cấp hơn bằng nhôm. Đó, rất là sang chảnh. Đối với Vanker thì nó không có chức năng nhiều thì cũng được khá đơn giản thôi, bác chỉnh nó dễ. Đây có AUX1, AUX2 ở đây, mình chỉnh vào đường này cho đường nhạc vào đường này, và được anten thì ta bắt Bluetooth. Đó, Bluetooth cổng quang. Có một đường mic 3 đằng sau nữa, anh em khi mình có cắm mic không dây thì nó không bị dây ra đằng trước. Đó, và nó có ba đường xuất can lông, anh em thấy đây là đường LZ, đường LZ để mình xuất ra đẩy, và một đường đánh bass sub. Đó, bass dây nguồn điện nguồn ở đây. Đây là tem của BS. Đối với cái dòng BS này thì anh em mình chơi gia đình, hoặc là anh em đi làm sự kiện, những cái muốn lấy đường vang xuống bàn mixer để cắm thêm cái này cũng được anh em nhé. Mình chỉ nhắc lại mình nữa là gì, đối với Vanker thì ưu điểm đầu tiên đó là dễ dùng, dễ kết nối, thứ hai là dễ chỉnh và đường nhạc mạnh. Và con vang này thì có thêm một điểm cộng nữa anh em nhé, thì nó đã có thêm cả đường cổng revert cho mic nữa. Nên là các bác ở Sài Gòn, miền Nam đó thích gì vợt thì dòng vang này là một trong những anh em mình nên quan tâm anh em nhé, chất lượng rất tốt. Và giá thành bán cho một cái là 2.3 triệu, anh em, 2.3 triệu một cái, và thời gian bảo hành là 1 năm 12 tháng đối với dòng Vanker này. Rất là sang chảnh để anh em mình chơi, mà nó là màu đen như này mình cũng khá dễ phối ghép đồ với hệ thống dàn mình, như đẩy hay là như với lọc khá dễ ghép, hoặc anh em mình có thể ghép con này đối với những chiếc âm ni nghe nhạc công suất khỏe để thi thoảng mình muốn mình hát hò được thì phải có vang anh em nhé, có vang. Và trong trường hợp những cái âm ni hát karaoke như Jaguar mà nó bị cháy hay hỏng cái đường mic thì anh em mua vang này vào cũng được. Mọi thông tin về sản phẩm hoặc anh em cần tư vấn về cái dòng Vanker này liên hệ trực tiếp với bên mình qua số máy 0904612323, và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.